gọi là cái nhóm ôn trung, đúng không? Nhóm thuốc ôn trung. Nếu bạn nó thuộc biểu thì chúng ta chỉ có một nhóm giải biểu thôi, biểu hàn, biểu nhiệt gì cũng cứ giải biểu rồi xong, đúng không? Nhưng mà khi bệnh đi sâu vào bên trong nội tạng thì chúng ta có rất nhiều nhóm thuốc. Chúng ta học được một nhóm là ôn trung, tức là trường hợp mà bệnh bên trong mà thuộc hàn, từ phần lý chúng ta nó hàn quá, đúng không? Ta gọi là nội hàn quá thịnh á, lạnh thì chúng ta ôn. Còn nếu như bên trong mà nóng thì chúng ta dùng cái thuốc, nhóm thuốc thanh, thanh pháp. Bây giờ chúng ta có nhóm thuốc thanh nhiệt. Như vậy là khi bệnh bên trong á, phần lý mà nhiệt á, chúng ta dùng nhóm này. Chứ nếu mà biểu nhiệt thì chúng ta phát tán không nhiệt vậy thôi, đúng không? Cứ biểu là phát tán rồi, nó nói cái phương pháp gì nữa cả, đúng không? Nhưng khi bên trong chúng ta mới ôn, mới thanh, mới tả hạ, vân vân. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm thuốc thanh nhiệt. Thanh nhiệt tức là thuốc, những cái thuốc có tác dụng loại trừ bớt cái nhiệt độc thôi. Đó. Ta gọi là thanh giải lý nhiệt. Cái bên trong nó nóng, nó dùng cái thuốc này để mà trừ tiêu cái nóng, cái nhiệt độc đó, nhiệt tà đó ra khỏi cơ thể thì ta gọi thanh nhiệt. Như vậy cái thang này có tác dụng thanh giải lý nhiệt, phần lý mà nó nhiệt thì chúng ta dùng nó để lập lại cân bằng âm dương cho cơ thể chúng ta thì nó hết bệnh rồi. Vì cuối cùng nhất là chúng ta lập lại cân bằng âm dương cho cơ thể, vậy là chúng ta khỏi bệnh chứ không có cái gì ghê gớm cả, đơn giản như vậy thôi. Mà khen phân loại thì tính chất của nhiệt khi nó vào phần lý chúng ta, cái nhiệt ở trong nó có nhiều cái tính chất khác nhau, cho nên nó cũng gây ra bệnh tật, cũng có nhiều tính chất khác nhau. Vì vậy người ta chia cái nhóm thuốc này ra nhiều cái nhóm nhỏ có tác dụng khác nhau, có công năng nào khác nhau. Cụ thể là người ta chia là 5 nhóm dựa tính chất của bệnh để người ta chia ra các cái nhóm thuốc nó đáp ứng vào trường hợp nào. Chúng ta có 5 nhóm thanh nhiệt như thế này này. Thứ nhất là thanh nhiệt giải thử. Thử đây là cái nắng, cái nhiệt của cái nắng nóng của mùa hè đúng không? Trên thử nó hay gặp vào cái mùa hè, hay bị vào mùa hè đó. Ta làm việc ngồi trời nắng đúng không? Có thể cảm nắng, có thể say nắng đúng không? Tức là trúng nắng á, trúng thử á. Thanh nhiệt giải thử là những cái thuốc có tác dụng là thanh trừ cái thử tà, từ cái nắng nóng á, cái nắng nắng cái nóng của thời tiết nóng á, ra khỏi cơ thể. Biểu hiện của thử tà ở mức độ nhẹ là người sẽ bị sốt cao, người choáng váng, đau đầu vân vân. Chúng ta hay dùng cái từ gọi là cảm nắng, đó là mức độ nhẹ nhàng. Còn nếu như nặng hơn, ở mức độ nặng nề hơn thì bệnh nhân có thể say choáng, có thể bất tỉnh hôn mê luôn, mặt đỏ như mồ hôi vã ra như tắm vậy. Ta hay gọi trúng nắng hay là say nắng. Vã ra nhiều cho nên chất điện giải nó sẽ mất đi rất nhiều, đúng không? Mồ hôi nó ra như xuất hạn, nó gọi như xuất hạn mà. Ra không ngừng vân vân. Mồ hôi không phải là nước cất cho nên trong đó nó có rất nhiều chất tan mà chúng ta gọi là điện giải, nên tự nó mất điện giải. Nghĩa là mất tân dịch. Đông y mình gọi là mất tân dịch. Mất chất điện giải nhiều, bệnh này chúng ta hay gọi là say nắng hay là trúng nắng vân vân. Đa số các vị thuốc mà nằm trong nhóm giải thử này á, thường thường có vị ngọt, tính vị ngọt nhạt, tính là lương hàn, tức là mát hay lạnh gì nó mới giải thử nó được, sức nóng được đúng không? Nó phải tính, nó phải mát, có tác dụng là nó sinh tân chỉ khác. Nếu sử dụng ở dạng tươi thì hiệu quả hơn, nhanh hơn. Các vị thuốc nằm trong nhóm thanh nhiệt giải thử này đều dùng tươi tốt hơn hết, tốt hơn là dùng khô, hiệu quả nó nhanh hơn. Đó là nhóm thứ nhất. Bây giờ đến nhóm thứ hai, thanh nhiệt giải độc hay gọi là thanh nhiệt tiêu độc. Cái nhóm này là có chất kháng sinh này, trị những trường hợp viêm nhiễm này. Mà đông y nó gọi là nhiệt độc, trong cơ thể nó nhiệt độc thì chúng ta thanh nhiệt giải độc luôn, tiêu độc đi. Đây là nhóm thứ hai. Đông y cho rằng nhiệt độc trong cơ thể
là cũng có hai nguyên nhân. Nguyên nhân bên ngoài do chức, nguyên nhân bên trong thì do các chức năng hoạt động cơ thể chúng ta yếu, không đủ sức để thanh thải, ta gọi là thải độc, chất độc ra khỏi cơ thể để ngưng đọng lại, sinh ra các cái làm cho các quá trình chuyển hóa bình thường cơ thể nó bị sai lệch, bị ngưng đọng đi, vân vân, tích tụ lại dần dần. Thí dụ như khi chức năng can bị suy nhược, không đủ khả năng để giải độc cơ thể, hay thận thủy quá yếu, không đủ chức năng bài tiết, cái bài tiết theo đường tiểu đúng không, thận này nó bài tiết đường tiểu, nó không có khả năng bài tiết cho hết được chất độc ra. Nó làm mất khả năng thanh lọc của thận đi. Rồi chức năng truyền thông của đại tràng. Đại tràng nó cũng tham gia chức năng thải độc cơ thể các bạn. Cho khi chúng ta đi cầu cũng là thải độc, đó là một con đường để thải độc ra khỏi cơ thể. Thì chức năng đại tràng nó yếu, nó không thanh lọc được. Đó. Nó không đào thải theo đường đại tiện được, nó cũng ngưng động, nó tạo ra các cái nhiệt độc bên trong. Cho nên độc chất nó ngưng tụ lại, chúng ta hay hay nói chung là nó ngưng tụ lại, nó gây bệnh nó nhiều nơi lắm. Nếu như bên ngoài thì nó gây ngứa ngáy mụn nhọt bên ngoài, rôm sấy dị ứng vân vân đủ loại, bên trong nó gây cũng rất nhiều bệnh tật khác nhau, mà đông y gọi chung nó là cái nhiệt độc phát sinh ra môi trường để cho vi khuẩn được phát triển. Những chất độc đó chính là những cái môi trường để các loại vi khuẩn khi nó xâm nhập vào, nó có môi trường để nó sống, nó phát triển lên, nó mới tồn tại được trong cơ thể ra, nó gây bệnh cho ta. Chứ còn bình thường chúng ta là vi khuẩn nó xâm nhập nhiều lắm, chứ không phải không đâu, nhưng vô cơ thể chúng ta xử lý hết, sức đề kháng và tốt độ vân, chúng ta ít bị các cái nhiệt độc này. Gan đồ bài tiết tốt, thận đồ bài tiết tốt, đại tràng đồ bài tiết tốt thì nó không có vi khuẩn đồ vô không phát triển được. Cũng giống như chúng ta quét nhà, mà quét nhà nó ra rác đúng không, nhưng rác là chúng ta dọn đi, ta hốt sạch đi, ta lau đi thì nó không có ruồi muỗi gì bay đến nữa, giống vi khuẩn nó không có. Còn khi tôi quét rác là để một đống ngay trước cửa thì đương nhiên là nó đầu dần dần ruồi muỗi kiến đồ nó bò lại, nó sinh sôi nảy nở ra, thì cũng giống như cơ thể chúng ta thôi. Khi mà nó giải độc được tốt, giống như chúng ta dọn dẹp vệ sinh lau chùi rồi sạch sẽ thì nhà cửa chúng ta không có bị ruồi muỗi gì hết. Còn không thì nó tích lại, thì cái đó đồng ý nó gọi là nhiệt độc, do nguyên nhân bên trong đúng không. Còn nguyên nhân bên ngoài cũng có thể do chúng ta bị côn trùng đốt, rắn rết cắn gì đó ha, hoặc là hơi độc, hoặc là thức ăn nó ngộ nó lẫn độc chất đồ trong thức ăn, trong không khí, trong môi trường, nó cũng gây bệnh. Rồi nhiều khi các bệnh truyền nhiễm do bên ngoài nó truyền vào thông qua mũi ha, bọ chét, thậm chí là chuột đồ vân, nó cũng là nó truyền bệnh chúng ta, thì toàn bộ cái độc đó, cái nhiễm khuẩn đó là do bên ngoài nó tạo ra. Bên trong ta gọi là cái nội nhiệt, bên ngoài ngoài là ngoại nhiệt. Thì tất cả cái đó chúng ta sẽ có một nhóm thuốc xử lý đó, đó là nhóm thanh nhiệt tiêu độc, tiêu cái độc đó đi, xử lý cái nhiệt đó. Thì thuốc thanh nhiệt giải độc dùng khi bị sốt cao chẳng hạn, do bị nhiễm khuẩn nữa, trường hợp đó chúng ta hay gọi là nhiễm trùng đúng không, các bệnh truyền nhiễm, ví dụ như các bệnh virus như COVID-19 đó, thì chúng ta gọi là ôn bệnh, nó truyền nhiễm thành ra ôn dịch các bạn. Như bây giờ tình trạng bây giờ chúng ta đó là một cái ôn dịch, một cái truyền nhiễm. Thuốc có tác dụng chủ yếu là hạ sốt rồi tiêu độc, tức là kháng sinh đó. Dùng trong các cái trường hợp như ban sởi này, mụn nhọt này, sưng tấy này, đau nhức, viêm nhiễm đường hô hấp, dị ứng ngoài da, viêm da vân vân, tất cả những trường hợp mà đó chúng ta gọi là nhiễm trùng thì ta dùng một nhóm thuốc thanh nhiệt tiêu độc này, để nó có chất diệt khuẩn các bạn, nó có tính kháng sinh thực vật. Chỉ nên dùng cái nhóm thuốc thanh nhiệt giải độc này khi cơ thể bị nhiễm độc thôi, còn nếu không thì không nên dùng cái nhóm này, vì nhóm này nó cũng có những tác dụng dở, là nó làm khô khan tăng dịch dữ lắm. Cũng có thể dùng vào với tính chất là dự phòng, để dự trù sợ truyền nhiễm đó, vân vân, sợ bệnh thì chúng ta dự phòng trước, người ta gọi là dự phòng, giúp cơ thể tăng cường khả năng loại độc, có nghĩa là tăng sức đề kháng rồi vân vân đó.
phối hợp với những cái thuốc, nhóm thuốc khác để tăng hiệu quả điều trị. Thường chúng ta cũng không dùng một nhóm không, đa số chúng ta kết hợp, ta dùng nhóm thanh nhiệt giải độc chính, nhưng ta thêm một số nhóm khác vô để tăng cường cái hiệu quả của nhóm thuốc này lên, vâng, để nó điều trị toàn diện cơ thể. Chứ thường chúng ta ít khi dùng một nhóm riêng lẻ, độc nhất một nhóm lên, nhưng mà chú ý như vậy. Trong một bài thuốc á, thường chúng ta dùng nhiều cái vị thuốc có tác dụng thanh nhiệt giải độc, chứ ít khi dùng một vị, ta kết hợp hai ba vị, thí dụ kim ngân này có liên kiều, có ngưu bàn tử, có thương nhĩ tử đó chẳng hạn, chúng ta dùng hai ba vị cũng quan tựa như vậy. Chính vì vậy cho nên là nó không có hiện tượng lờn thuốc, vi khuẩn nó không kháng thuốc, tại vì chúng ta dùng cefalexin có một thứ cho nên vi khuẩn nó biết cái cách nó tiết ra cái enzyme phân hủy được cái cefalexin này. Chứ đây một nhóm nhóm thuốc 4 5 loại hoạt chất trong đó thì vi khuẩn không biết đâu mà chống đỡ. Vì vậy dùng cái kháng sinh thực vật, tức là cái thuốc thanh nhiệt tự độc này, thường không có hiện tượng lờn thuốc. Cái đặc điểm nổi bật của nó là như vậy, vì không bao giờ nó dùng một thứ, mà trong một cái vị kim ngân không, nó cũng có rất nhiều cái chất khác nhau có tác dụng là kháng sinh, chứ không phải riêng gì một chất. Chính vậy khi dùng cái phương pháp Tamiflu này không có hiện tượng quen thuốc lờn thuốc gì hết, không có hiện tượng đó, chúng ta chú ý. Đồng thời chúng ta dùng nhiều thì chúng ta sẽ giảm bớt cái liều của từng vị thuốc xuống ha. Ví dụ chúng ta dùng kim ngân tới 8 gram, bây giờ chúng ta dùng kết hợp liên kiều 5 gram thì kim ngân xuống còn 4 gram đó, không vâng, vẫn có tác dụng bình thường đó, hay lợi cho lắm. Cho nên khi chúng ta phối hợp thuốc thì vừa tránh được cái nguy cơ lờn thuốc, vừa tránh được cái dùng dùng liều cao quá của một vị, nó có thể gây ngộ độc, vâng. Chính vì vậy cho nên giúp cơ thể chúng ta đỡ mệt mỏi, tức là để đỡ háo khát, người ta hay gọi háo khát, nghe người nó khô khan quá hả. Thường thường chúng ta phối hợp với thuốc lợ lợ niệu để mà tăng cường thải độc theo cái đường tiểu, rồi nhuận cường để tăng cường cái chức năng của đại tràng để thải độc, rồi giải biểu để hạ sốt, tức là phát kháng á, để hạ sốt, nếu sốt cao chúng ta nên kết hợp với thuốc giải biểu nữa để nó ra mồ hôi đẩy tà còn ở bên ngoài ra, vân vân. Phối hợp thuốc thanh nhiệt lương huyết để chống cái hiện tượng mất tinh dịch, khi tinh dịch nó mất nhiều là huyết nó nhiệt, máu đổ nóng, phần huyết nó khô khan, thì chúng ta thêm nhóm thuốc thanh nhiệt lương huyết làm mát sinh tinh dịch đổ ra để mà đỡ, để giảm bớt cái hiện tượng thiếu tinh dịch, vân. Thuốc thanh nhiệt tiêu độc thường có vị nói chung đắng, tính thì lạnh, đa số nó vị đắng lắm, tính nó lạnh hàn. Thí dụ như là kim ngân hoa, như bồ công anh, diếp cá, liên kiều, sả căng, rau sam, mần tưới, lưỡi rắn, chuyên tâm liên, không vâng. Lưỡi rắn là ta hay gọi bạch hoa xà thiệt thảo rồi các bạn, đó là mình vị thuốc điển hình nằm trong cái nhóm thanh nhiệt tiêu độc. Ta sang nhóm thứ ba là nhóm thanh nhiệt giáng hỏa hay là tả hỏa. Giáng là cái hỏa bốc lên quá, ta phải đè nén nó xuống một cách mạnh mẽ, ta gọi giáng hỏa hay tả hỏa, tức là đả bớt cái phần hỏa đi, tả là cắt bớt cái phần hỏa đi. Nhóm này có tác dụng hạ nhiệt mạnh, đúng không? Thuốc thanh nhiệt giáng hỏa được sử dụng khi mà hỏa độc xâm phạm vào phần khí, chúng ta còn gọi đây là cái thuốc thanh nhiệt ở khí phòng, đây là phần khí, phần bảo vệ bên ngoài, phần khí nó lưu hành bên ngoài các bạn, phần huyết là nó lưu hành sâu bên trong, phần khí có chất nó bảo vệ, phần huyết có tác dụng dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể, trên khí phần là chống đỡ với ngoại tà bên ngoài là chính, còn huyết phần nó nuôi dưỡng bên trong, vì vậy chúng ta còn gọi là phần dinh dinh khí hay là vệ khí, dinh tức là dinh dưỡng nuôi dưỡng, còn vệ tức là bảo vệ bên ngoài. Thì khi mà tà nó vào khí phận là thường nó sốt cao lắm, sốt cao mê man là vậy, thì chúng ta dùng một nhóm thuốc thanh nhiệt giáng hỏa này, tức là hòa kinh dương minh. Thuốc có tác dụng là dùng để hạ hỏa, dùng khi có sốt cao hả, sốt sốt rất là cao
chung sốt cao mê man rồi vậy, chúng ta mới dùng cái nhóm thuốc này. Hoặc là khát nước đồ nhiều, thậm chí phát điên phát cuồng, mê man, nói nhảm vân vân, mồ hôi thì vã ra nhiều, lúc này nước tiểu nó vàng thậm chí đỏ đặc, người sợ nóng, rất sợ nóng, rêu lưỡi vàng khô, à, chứng tỏ là nhiệt quá hả, nhiệt và khô, rêu lưỡi vàng là dày nè, khô, miệng đồ hôi, đó là biểu hiện của nhiệt, cực tình, nhiệt tình quá, rêu lưỡi vàng trắng nhợt, mỏng, dính, ướt, đó đều là trong người lạnh lẽo, chính trạng hàn nó ra cái rêu lưỡi như vậy. Cho nên người ta xem lưỡi quan trọng lắm, xem lưỡi nó có thể chẩn đoán được phần nào của bệnh rồi. Phần lớn các cái vị thuốc thanh nhiệt tả hỏa này có tác dụng là thanh giải lý nhiệt, tức là nóng bên trong á, ví dụ như là thanh tâm nhiệt, tức là nóng ở ở tâm, tâm nhiệt nóng quá trừ phiền, khi mà tâm nó nóng quá là người nó vật vã bứt rứt rồi đó. Tiêu viêm an thần, chỉ khác sinh tâm dịch, đó là tính chất chung của nhóm thuốc này. Sinh chất nước làm mát cơ thể. Phần lớn các thuốc cái thanh nhiệt giải độc á, hay thanh nhiệt trừ thấp á, để điều trị nguyên nhân. Đây chính là các nhóm thuốc để điều trị nguyên nhân gây ra bệnh, tức là các trường hợp viêm nhiễm. Như tây y chúng ta nói chung các trường hợp viêm nhiễm. Ta gọi thấp nhiệt, thấp nhiệt ở can đớm, có nghĩa là viêm gan, viêm mật, viêm túi mật, viêm gan vàng da, viêm gan siêu vi, vân vân. Tức là các tình trạng viêm nhiễm thì đông y nó gọi là thấp nhiệt. Đó. Mà chú ý. Ta phối hợp với thuốc an thần. Khi bệnh nhân sốt cao phát cuồng, thậm chí có nguy cơ động kinh co giật, chúng ta phải phối hợp thuốc an thần để nó tránh trường hợp động kinh co giật khi mà sốt cao. Phối hợp các thuốc bổ âm khi có nhiều dấu hiệu âm hư hóa vượng, à, tức là biểu hiện người nó khô khan, tăng dịch đồ thiếu nhiều, thì chúng ta phải cộng cái thuốc nào bổ âm để sinh tăng dịch, à, nó làm mát cơ thể. Nó có hai cơ chế, thuốc này nó giáng hỏa mạnh, nhưng thuốc bổ âm này nó giáng hỏa thì kêu âm hư sinh nội nhiệt, nắm bên trong người nắm lấy bất dứt, thì ta thêm tầng thuốc bổ âm vô để nó hiệp đồng, nó làm cho người nó mát mẻ. Có thể dùng chung với cái thuốc bình can tức phong khi can dương nó vượng lên, nó gây co giật không, à, trợn trắng mắt rồi méo miệng đồ vân vân, những trường hợp đó là do can dương nó vượng, thì chúng ta dùng thêm cái nhóm thuốc bình can tức phong phối hợp với nó để cái hiệu quả điều trị nó hay hơn. Chúng ta phối hợp với cái thuốc bổ dưỡng khác khi cơ thể bệnh nhân đã suy nhược quá, không, khi mà sốt cao kéo dài hay bệnh nó đã lâu thì chúng ta cần phải thêm nhóm thuốc bổ vô để nâng đỡ cái cơ thể. Chúng ta cứ dùng thuốc tả hỏa mạnh quá nó làm cho hư hao cơ thể nữa, cho nên chúng ta phải thêm nhóm thuốc bổ khi bệnh nó có thể kéo dài, bệnh đã kéo dài đã hư hao suy nhược thì chúng ta phải nâng đỡ bằng cách thêm nhóm thuốc bổ vô để kết hợp. Dùng thời gian không dùng, nói chung là ta giảm liều cái này đi, cũng như là chúng ta không có dùng cái nhóm thuốc này nó kéo dài thời gian, tại vì thằng này, cái nhóm này nó công phạt mạnh lắm, nó mới giáng hỏa được chứ, đúng không? Chứ nếu nó hiền, nó lừ đừ như ông từ vào đền, nó hiền lành thì thôi nó giáng hỏa, nó trị những cái bệnh nặng sẽ được. Khi bệnh nó nặng không, người sốt cao vật vã mà chúng ta dùng thuốc nhẹ nhàng chơi chơi ăn thua gì, cho nên cái nhóm thuốc này nó công phá mạnh. Đã. Thành thử là với những người mà nó suy nhược quá, chúng ta nên giảm bớt liều xuống, đừng để nó khắc phạt quá, nó công phá quá, đúng không? Cũng như những bệnh nhân đã kéo anh dài, chúng ta cũng không dùng cái nhóm thuốc này nhiều, kéo dài thời gian được, để tránh khắc phạt quá mạnh. Ý người ta nói là nhiệt tà có thể xâm nhập vào các tạng phủ khác nhau, vị trí khác nhau, cho nên chúng ta cần căn cứ và tính chất quy kinh của từng vị để chúng ta sử dụng thuốc cho nó phù hợp.
cái thằng nó giáng họa ở phế mà may bệnh chúng ta ở thận chúng ta cũng dùng nó vô đâu được, nó tá họa ở đâu, thằng nó tá tâm họa, thằng tá phế quản, thằng tá đại trường quản, thằng tá can quản, và thì chúng ta căn cứ vào tính chất của thuốc của bệnh để ta biết là cần phải dùng cái nhóm thuốc nào, nó quy vào kinh nào. Thí dụ như là Quỳnh Liên chuyên môn tá tâm hỏa, Quỳnh Cầm tá phế quản, Quỳnh Bá tá đại tràng quản, Long Đổ tá can quản, à, Đơn Bì tá thận quản chẳng hạn. Như vậy chúng ta căn cứ vào tính chất của thuốc để chúng ta sử dụng cho nó phù hợp. Chẳng phải cứ chỗ nào nóng là ta cứ dùng bất kỳ thuốc gì cũng được đâu, không phải. Các loại thuốc trong nhóm này còn có như là thạch cao, thằng này tính đại hàn này các bạn, lạnh dữ lắm. Hả? Thạch cao trúc nhự rồi là những thứ lạnh, chi tứ à. Rồi thầy lài đó là cái thầy lài tía đó các bạn, cái cây thầy lài tía đó à, tính nó cũng mát dữ lắm. Thạch cả rau má cỏ bằng trầu có xây rau mèo vân vân, đó là các cái thuốc nó nằm trong nhóm thanh nhiệt giáng hỏa hay là tả hỏa của mặt. Một nhóm nữa là nhóm thanh nhiệt táo thấp, đây là trị viêm nhiễm nè. Tại vì theo y học cổ truyền thì các cái viêm nhiễm đó đông y nó gọi là thấp nhiệt à, tức là cái ấm cái thấp đó, nó cùng với cái nhiệt nó gây, nó sinh ra cái môi trường độc hại cái vi cũng phát triển à. Cho nên những trường hợp viêm nhiễm người ta hay gọi là thấp nhiệt, chúng ta dùng cái nhóm thuốc thanh nhiệt táo thấp là các thuốc có tác dụng là thanh trừ cái thấp cái nhiệt độc và làm khô ráo ẩm thấp ở trong cơ thể. Nói chung thấp trong cơ thể được hình thành trong cái quá trình chuyển hóa à, cái ấm chất ấm rồi các bạn tăng dịch rồi nó ngưng động lại thành à. Đáng lý là bài tiết ra nó không bài tiết được ngưng động tạo thành thành thấp, trên đây là do cái quá trình chuyển hóa mà tạo ra cái phần ẩm thấp đó, tức là phần nước đó được nhiệt độc trong cơ thể nó nung nấu lên đúng không, tạo ra môi trường phát sinh có nhiều cái bệnh thấp nhiệt, tức là nhiều loại vi khuẩn nó phát sinh được trong trường hợp như vậy. Đó là hiện tượng thấp và nhiệt trong cơ thể nó kết hợp lại với nhau, còn gọi là thấp tà hóa nhiệt à, thấp tà nó hóa ra nhiệt à. Thấp nhiệt thường xảy ra trong một số tạng phủ nhất định thôi, cho nên nhóm thuốc này á, thanh nhiệt táo thấp này người ta gọi là thanh thấp nhiệt ở tạng phủ à, tức là thanh nhiệt ở các tạng phủ, thanh nhiệt giáng hóa thôi. Hồi nãy á, đó là thanh cái nhiệt ở phần khí à, ở khí phạm thì chúng ta gọi là thanh nhiệt giáng hỏa, còn thanh nhiệt ở các cái tạng phủ thì đó là chính là thanh nhiệt táo thấp. Nó thường xảy ra ở những cái tạng phủ nhất định như can đốm thấp nhiệt chẳng hạn, tức là viêm gan viêm túi mật rồi đó, ta gọi là can nhiệt thấp đốm. Tùy vị thấp nhiệt đó, nghĩa là viêm ruột viêm đại tràng rồi đó, đó tùy vị thấp nhiệt. Bàng quang thấp nhiệt chúng ta vẫn gọi là viêm đường tiết niệu đồ này kia đó không, là thanh thấp nhiệt ở bàng quang. Biểu hiện của chứng thấp nhiệt là có sốt, miệng thì khô à, người là bức rứt nóng nảy, tiểu tiện thì khó khăn à, hay là đỏ vàng vân vân, kiết lỵ đau mót rặn nhiều hoặc tiêu chảy đau bụng à, những biểu hiện đó là những biểu hiện của các cái thấp nhiệt. Phần lớn là các cái thuốc thanh nhiệt táo thấp có vị rất là đắng, tính này hàn. Do vì vậy nên khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cần chú ý là cái nguyên tắc dùng thuốc có tính hàn, không được dùng kéo dài quá, nó làm cho tỳ vị đầu nê trệ đi, không dùng liều cao quá vì ảnh hưởng chức năng của ích khí, làm cho tỳ vị được bắt đầu là không tiêu hóa ngưng trệ à, đầy chướng đúng không, chúng ta uống hàn nê quá mà làm giảm khả năng tiêu hóa đi, mà khi tiêu hóa không được thì hấp thụ các chất dinh dưỡng cơ thể sẽ không tốt, gây cho chán ăn khó tiêu vân vân. Không dùng liều cao khi tân dịch đã hao tổn à, khi người bắt đầu khô khan rồi chúng ta dùng cái hàn nê nữa là nó rất nguy hiểm. Có thể phối hợp với các cái thuốc thanh nhiệt khác, ví dụ như thanh nhiệt tả hỏa hay thanh nhiệt lương huyết để tăng cường cái hiệu lực điều trị. Nếu có dấu hiệu mà sung huyết, tức là muốn xuất huyết rồi hả, cần phối hợp với các cái thuốc hoạt huyết à.
Còn nếu co thắt mót rộng rặn bao nhiêu, chúng ta phải dùng thuốc hành khí. À, co rặn bao nhiêu đó là do khí nó trẻ các bạn, cứ quặn 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 đau bụng hoài đó, do khí nó trẻ. Chúng ta dùng thuốc hành khí để bớt cái mót rặn đi. Ví dụ như mộc hương rồi chúng ta đưa vô hả, phối vào các thuốc hành khí. Cái nhóm thuốc này, nhóm thuốc thanh nhiệt táo thấp này gồm có những vị thuốc như là hoàng bá, hoàng cầm, hoàng liên, lâm đớm, nha đám tử, nhân trần, không vâng. Rồi cái nhóm cuối cùng là nhóm thuốc thanh nhiệt lương huyết, nhóm thứ năm. Lương là làm mát, mát máu, à, lương huyết là những thuốc được sử dụng khi mà nhiệt độc xâm phạm vào phần phần dinh, tức là phần huyết á. Hồi nãy là phần khí là phần vệ bên ngoài đúng không, phần dinh phần huyết bên trong, khi mà cái nhiệt tà nó xâm nhập vào phần phần huyết quản thì chúng ta dùng cái nhóm này. Thí dụ các trường hợp ôn bệnh đó, như tôi nói nãy, tức là các trường hợp mà bệnh siêu vi rồi, sốt siêu vi rồi vân vân, ta hay gọi ôn bệnh. Các chứng sốt cao này, mắt đỏ, lưỡi đỏ đậm, nước tiểu đỏ, người có thể mê sảng, hôn mê hoặc co giật, có thể gây xuất huyết. Cái trường hợp xuất huyết cũng nằm trong cái nhóm này. Thí dụ như trường hợp ban trắng này, chảy máu cam này, thổ huyết này, tiện huyết, tiểu ra máu, niệu huyết là tiểu ra máu, niệu tiện huyết là đại đi cầu ra máu, không vâng. Còn dùng khi đau nhức khớp, đau nhức các khớp, viêm trong các khớp được, hoặc là mụn nhọt lỡ ngứa ở ở ngoài do nhiệt độc đồ đó, hoặc là sốt kéo dài thì sinh trường hợp âm hư, sinh nội nhiệt kéo dài quá, tân dịch nó khô khan, tức là âm hư thì sinh nó nóng bên trong, chúng ta cần dùng nhóm lương huyết này. Da thì khô khan ha, đạo hẳn ra mồ hôi trộm, lưỡi thì khô, mạch tê sát, à, mạch đi rất nhanh và căng. À, thuốc thanh nhiệt lương huyết á, thường có vị đắng hoặc là ngọt, tính là hàn, vừa có tác dụng hạ nhiệt lại vừa khả năng dưỡng âm, tức là sinh ra tăng dịch á, sinh tân, hạn chế được suy giảm tăng dịch cho cơ thể. À, khi sốt cao, trường hợp mà sốt cao rồi ra mồ hôi đồ nhiều, vật vã rồi đó, trường hợp nó khô khan bên trong, chúng ta dùng một nhóm thuốc này để sinh ra tâm dịch, làm mát bên trong. Để phát huy cái hiệu quả điều trị, chúng ta cũng sẽ phối hợp mà, tùy theo triệu chứng chúng ta phối hợp với các nhóm thuốc khác. Tôi đã nói là không ít khi nào người ta dùng một nhóm thuốc duy nhất lắm. À, tại vì điều trị nó phải toàn diện mà. Cho nên tùy theo tính chất của bệnh để chúng ta gia giảm thêm nhóm này nhóm kia để khắc phục những cái triệu chứng vân vân. Mặc dù ta lấy nhóm này làm chính nhưng ta gia giảm thêm các cái thuốc khác vô để xử lý hết các cái triệu chứng cho nó toàn diện. Thí dụ chúng ta phối hợp với thuốc bổ âm để tăng cường tân dịch trong các trường hợp sốt cao, à, phối hợp thuốc thanh nhiệt giải độc trong các trường hợp có viêm nhiễm, không? Các nhiễm trùng, à, truyền nhiễm vân vân, chúng ta kết hợp các thuốc giải độc, thanh nhiệt giải độc, tại vì trong các nhóm thuốc này nó có kháng sinh rất nhiều. Phối hợp các thuốc khu phong tiêu viêm khi có đau nhức khớp, dị ứng, đó trường hợp là phong, cái hiện tượng dị ứng này, đó là cái hiện tượng của phong các bạn. Thường là nó vào khớp, đau nhức khớp đó là phong thấp, thấp ngưng động trong các khớp. Nếu cái trường hợp đó, và khi ngưng động đau nhức gì lắm, tính của thấp là nặng nề mà, đau nhức nặng nề. Nhóm này cũng không nên dùng kéo dài. Cái nhóm thuốc thanh nhiệt táo thấp trên những bệnh nhân mà tiêu chảy và tỳ vị nó hư hả, tỳ vị đồ hư mà chúng ta dùng các cái nhóm thuốc này vô là nó làm cho tỳ vị càng hư hao, ăn uống đồ không được, không vâng. Hoặc khi bệnh tà còn ở khí phận thì cũng không dùng cái nhóm thanh nhiệt lương huyết này được, mà khi còn ở khí phận chúng ta dùng thanh nhiệt giáng hỏa đó, chúng ta đã học rồi. Một số vị thuốc nằm trong cái nhóm này như là bạch mao căn, huyền sâm, đơn bì sinh địa, sức thượng, cỏ mật vân vân là nằm trong nhóm này. Như vậy hôm nay chúng ta tạm thời dừng ở đây ha, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi các bạn có vấn đề gì cần trao đổi không, các bạn nào có hỏi gì, có trao đổi gì rồi chúng ta nghỉ.
các bạn mà không học gì, nếu như không học các cái môn này thì vài hôm nữa các bạn chán hiếu gì. Người ta nói ra những cái từ ngữ không hiểu nói cái gì, không chỉ nghe không hiểu, vì các bạn nghe tôi nói tôi giảng kỹ như này rồi chưa chắc các bạn đã nhớ đã hiểu, muốn gì là không. Nếu bạn nào không đi buổi nào trong đông dược thôi chứ vào nữa thi đông dược thi cái gì à, thi cái gì mới được chứ, để hiểu quy kinh là cái gì, để hiểu tâm can tỳ phế thận là cái gì hết trơn, đúng không? Cho nên là chúng ta cố gắng có mấy buổi hả, mà trong khi cá một cái nền tảng của y học cổ truyền mà chúng ta tìm hiểu ta phải yêu hết. Thầy cho tụi con cái size thầy đang giảng á thầy. Dạ được, trong giáo trình như cô Hoa có gửi các bạn chưa, giáo trình Dạ đông rồi dược thầy. 1, đông dược 2 là tôi đã gửi hết cho trường rồi đúng không? Dạ có thầy. Rồi. Ồ trong đó này, các bạn xem đầy đủ trong trong bằng file phía gì trong file, chẳng qua tôi trích ra tôi giảng thôi không có gì cả, còn cái khả năng mình hiểu được mình nắm được vấn đề thì chỉ còn trong đó nó rất cơ bản, tôi soạn rất cơ bản để chúng ta dành cái đó để mà làm tài liệu ôn thi tốt nghiệp đó các bạn, hoặc là sau này hành nghề rồi đó. Dạ. Ừ. Cái trong đó các vị thuốc mà tôi giảng ở đây đều là tôi nằm đủ từ đó tôi giảng ra, tôi soạn tương đối đầy đủ. Đương nhiên nếu mà mở rộng ra để mà hành nghề rồi các bạn còn phải nhiều vị nữa, trong nhóm thuốc nó còn nhiều vị nữa đó, nhưng mà chúng ta cũng chỉ học được những cái vị đại diện, không thể nào học hết được, một nhóm nó phải hàng năm 30 vị vậy các bạn không biết đâu. Đó, thí dụ nhóm mà phát tán phong hàng là nó 20-30 vị, chúng ta lọc ra chúng ta lấy khoảng mười mấy vị chúng ta học thôi à, thì nó điển hình nhất chứ không phải chúng ta học hết đâu. Khi mà các bạn muốn hành nghề hay các bạn mở rộng ra cần tìm hiểu kỹ thì nó sẽ còn nhiều nữa, có nhiều tài liệu để chúng ta tham khảo. Còn đây chúng ta chắc lọc cô đọng lại à, thành hai cái giáo trình mà chúng ta, và hai giáo trình này cũng là hai giáo trình cơ bản để thi tốt nghiệp vì chúng ta ngành đông dược. Dạ thầy ơi, Ừ. như thầy dạy rồi Ừ. Sao? có mấy cái chữ Latin á, Là tên có hả? cần luôn không thầy? Ở đây ở cái môn đông dược này khi chúng ta thi chúng ta không cần, nhưng Dạ mà cần là ở cái môn dược liệu là chúng ta cần dạ đúng không, dược liệu dạ là cũng học rồi, chúng ta học rồi cũng dược liệu chúng ta nhập dài hơi chứ không phải học mấy chục tiết đâu đúng không, dạ chúng ta đang học rồi thành phần hóa học là gồm có alkaloid hay các loại glycosid nào là saponin glycine rồi chúng ta học hết rồi, cho nên cái tên cây thuốc của chúng ta phải nhớ ở cái phần đó, chúng ta phải nhớ cái phần này, chúng ta không không cần nhớ tên Phật cũng được à, không sao, tại vì sau sau đây tôi sau khi mà các bạn học hết rồi trong thời gian nếu như chưa à, còn dịch đồ gì cũng như là không còn, tôi có lên trường cũng như tôi ở nhà tôi phải tập trung để mà soạn cái đề cương, tức là chứng đầu ra giống như bọn y học cổ truyền là dược liệu là mấy chục vị, 80 vị nè, rồi đông dược chúng ta là 140 vị đây nè à, rồi bào chế là chúng ta còn có sao tẩm gì đó tôi mô tả đầy đủ hết, chúng ta là có tài liệu đã ôn đó, giống như bên y sĩ học cổ truyền nó có tập tài liệu cứng này in màu rồi đẹp lắm đúng không, đó Dạ. chúng ta Làm cuốn nó vậy thầy. cũng hả Đóng cuốn làm cuốn như vậy thôi. đúng rồi, tức sau khi chúng ta học hết rồi thì chúng ta có cuốn đó chúng ta mua về là chúng ta cứ học trong cái đó, chúng ta nắm được đó là trong đó chúng ta cũng phải nắm được mấy chục bài thuốc này, bên y sĩ học cổ truyền họ chỉ cần 30 bài thuốc cổ phương, 30 bài thuốc văn phương nữa, chúng ta chỉ có 50 bài thuốc cổ phương thôi, thì sau này chúng ta học phương tế để phân tích cái bài thuốc này tại sao chúng ta dùng mấy cái vị đó, là cái thằng nào là quân thần tá sứ nó vô cơ thể nó cái tác dụng nó là gì à, thì chúng ta học cái môn đó ta gọi cái môn phương tế, chúng ta học gần như cuối cùng của khóa học ừ. Thì vài bữa nữa chúng ta cũng cũng phải học ha ừ, lần được cũng phải học ha. Tây Ninh con được mở chớp hả thầy? Cái gì Tây Ninh sao con được mở chớp hết hả thầy? à, thế à mở Mới chốt mở mới mở mới mở bữa nay. em tiếp được rồi nói chuyện. thì rồi chúng ta phải chấp